chúc mừng gia đình. Hai anh chị có một tin vui và một tin buồn. Ồ, cho tôi nghe tin vui trước đi. Tin vui hả? Chúc mừng cô nhá, cô có thai rồi. Ôi, thế thì tin buồn. Chưa buồn với anh nhà. Anh đi buồn gì? Tôi tin đùa đấy, anh nhà không sao. Bác sĩ, tôi bị đau bụng quá. Tóm lại là tôi bị bệnh gì đấy? À, tôi khám 6 tiếng xong rồi giờ tôi biết cô bị gì rồi. Thế tóm lại là bệnh gì? Cô bị đau bụng. Phẫu thuật của chúng tôi xong rồi bác sĩ. Xin lỗi ạ, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chồng ơi. Và ca mổ đã thành công rực rỡ. Wow.